Hai, xin chào các bạn đến với game kỹ thuật điện. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách đấu ba công tắc riêng lẻ như này, ba công tắc như này, một mặt như thế này. Của anh đây là của anh Panasonic các bạn. Các bạn để ý Panasonic thì nó chỉ có màu xanh như thế này này. Còn cái thằng Sino á thì nó sẽ là hình như mèo đà đà nha các bạn. Ok, đây nó đơn giản lắm các bạn. Mình sẽ hướng dẫn tận tình cho bạn xem. Clip trước thì hướng dẫn thì mình không quay rõ, nhưng mà clip này thì mình sẽ quay cho bạn xem rõ hơn, tận tình hơn. Đây rồi, mình sẽ quay gần cho bạn xem luôn. Các bạn để ý kỹ nha. Đó. Rồi, hộp kém lên thì nó hơi mờ xíu nha các bạn. Nhưng mà muốn xem gần là phải vậy. Chứ cái tại cái cây của mình nó không được cao mấy. Đó, ok. Rồi, các bạn thấy không? Mình sẽ hướng dẫn cho bạn là đấu ba công tắc này mà không cần dây nguội nha các bạn. Không cần dùng dây nguội đâu. Rồi. Đây, các bạn mình nhìn kỹ. Thì công tắc này thì mình cũng đã giới thiệu cho bạn xem rồi. Những clip trước thì các bạn đăng ký cho mình, thì đăng ký coi những clip trước của mình á thì sẽ biết dễ dàng. Đây, công tắc ở đây. Không thấy sơ đồ của nó không? Đó. Chá chá dễ thấy các bạn. Đó. Là hai tiếp điểm này, hai tiếp điểm chung. Đây bên này cũng chung nữa. À, cái này mình cũng không nói nhiều nữa. Clip trước mấy clip trước mình cũng đã nói nhiều rồi. Rồi đây, giờ bắt đầu. Ra đây là mình cũng đã cầu sẵn không mà. Đó, cầu qua đây. Tất cả ở đây điểm chung này. Bây giờ mình đấu dài là nguyên một hàng này là chung hết này, đó. Rồi, giờ mình sẽ đưa một dây lửa vô đây, hoặc là qua đầu bên này cũng được. Không sao hết. Đầu bên nào cũng được nha các bạn. Còn ba cái lỗ này á, xé lỗ này á, mình đưa vô ba dây công tắc đèn còn lại. Xé lỗ này thì mỗi cái một công tắc nha bạn, một cái một dây, nhưng mà hai lỗ này thì mình đút lỗ nào cũng được, tại nói chung rồi, cái điểm nói chung rồi. Giờ mình nói cái đấu mà không cần dây nguội này, tức là không phải là không cần dây nguội, mà không cần dây nguội xuống công tắc các bạn, là nguội thì mình đấu ở trên đèn hết rồi, đấu trên trạm hết rồi, trên la phong rồi, cho nên mình không cần phải đưa dây nguội xuống đâu. Cứ ngủ xuống nó phí dây lắm, không cần. Thì trần này trần thả nữa nên nếu mà có sự cố gì thì mình cũng khắc phục được, nên khỏi lo. Đưa chơi dây ngủ xuống cũng bỏ không, cũng đâu có làm gì đâu được. Dây ngủ xuống đây mình cũng đấu vô ấy, vô cái nếu mà có công ổ kém thì mình đưa dây ngủ ra thôi, chứ đây mình cần thiết gì phải đưa dây ngủ ra. Rồi ok, đây mình rồi, giờ mình nói sơ qua. Đây dây quấn băng keo nè các bạn, dây quấn băng keo đây giờ là dây lửa nè các bạn. Đó, rồi giờ mình sẽ đóng cái lại dây lửa vô cái dây này, vô ba dây này đó nha các bạn. Dây lửa vô lỗ nhà nha, hoặc lỗ này cũng được, không sao hết. Rồi mình đấu vô đây, hàng đây thì đấu rất nhanh lắm mà. Còn ba dây còn lại mình đấu vô ba cái công tắc này, công tắc nào cũng được, mình muốn sáng đèn thế nào thì mình thay đổi cái công tắc đó thôi, nhưng mà ở đây mình không cần quan tâm cái đèn nào là đèn nào, mình cứ đưa vô là miễn nó sáng là ok rồi. Ok, cái đó là cái đấu không cần dây nguội. Rồi mình sẽ quay sát cho bạn xem, đấu nhanh lắm mà. Đây rồi, ok, bạn thấy chưa, nó có bốn dây này,
là một dây là đèn, một dây là quán băng keo, là dây nguồn này. Mình sẽ đọc cầu qua đây, cầu qua, cầu qua và cầu qua đó. Còn ba dây còn lại là mình đưa vô lỗ nào cũng được, các bạn thấy không? Đây thì mình ưng đưa vô lỗ đây, còn đây mình ưng đưa qua bên này cũng được, không sao hết, nó tiếp điểm chung mà. Rồi ok, như vậy là nó đã, mình bật CB lên là nó đã có điện này. Rồi mình sử dụng mặt nạ vô, các bạn hiểu chưa? Còn không hiểu thì cứ nhắn tin gọi điện thoại hỏi mình nha. Bữa cũng có bạn nào á cũng làm từng ly từng tí rồi cũng hỏi mình, rồi chắc hỏi mới biết rồi, không thấy gọi nữa. Rồi số điện thoại thì mình cũng để dưới clip á. Rồi bây giờ mình sẽ lấy mặt nạ vào đây, mình dùng máy quen rồi nên giờ mình sẽ lấy máy mình dựng cho nhanh, dựng tê lâu đấy. Có điện đâu mà. Các bạn để ý đó, công tắc này dễ lắm các bạn. Lúc trước mình cũng mới học ra nghề cũng không có rành mấy này lắm đâu, mấy công tắc này không rành. Đây nè, làm thật ra rồi sim trên mạng rồi vậy mới biết. Đây mình cũng đã làm công tắc hết rồi. Vừa thì mấy cái này đơn giản quá. Ok. Đây mặt nạ lại các bạn. Rồi. Đơn giản. Rồi đây mình sẽ bật có điện các bạn, bật cho bạn xem này. Kia đèn kia nè, thấy không? Đèn đèn đây là đèn chỗ này mình chưa có đưa xuống nữa này, và bật lại bạn thấy nó nằm trên lao phong á. Đó nằm trên lao phong có chút xíu nữa mình đưa xuống. Còn cái đèn này đó nó nằm dưới, còn một cái đèn nữa bật công tắc nữa là nó nằm phía ngoài này. Đây đó, thấy béo nó chưa, tắt cho bạn xem đó. Rồi ok. Rồi, đây thì cũng nhà mới nha các bạn, chứ không phải nhà cũ đâu. Rồi, mình cũng đã hướng dẫn cho bạn xem cần kỹ rồi bạn. Các bạn nào không biết á, hỏi mình rồi mình rảnh thì mình cũng làm thôi, chứ còn mình bận thôi chứ đâu có thời gian đâu làm mấy clip này. Thì đây sẵn cái nhà đây mình làm luôn, cũng vừa công việc cận cuối năm mà công việc nó cũng lai ra thôi, nhà không có nhiều nữa, mình làm để chia sẻ cho bạn tham khảo rồi. Đây thang thang làm nghề của mình mà mình lúc nào mình cũng đi theo bếp camera đồ rất dễ, làm điện cũng dễ, khi mà bếp thiết bị là mình mới làm cái thang này thôi. Chưa đi các độc tường mà đi thang này cho nó hư á. Thang này thì nem mít xía, gặp lại thì còn 28 cao nem mít xía, nhưng mà mình đứng không được nem mít xía đâu, đứng cao quá đâu an toàn đó, bạn thấy không? Đây, mình làm nghề nên mình có thang này là tiện dụng. Rồi tạm biệt các bạn, nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình để mình ra nhiều clip khác nha.